Sở Y tế thành phố Cần Thơ cho biết trong ngày hôm qua 13 tháng 2 thành phố ghi nhận 26 ca nhiễm sát cov 2 trong đó có 22 ca tầm soát tại cơ sở y tế, 4 ca cách ly tại nhà. Số ca mắc trong ngày theo quận quyền cụ thể là Ninh Kiều 14 ca, Cá Răng 4 ca, Bình Thủy 3 ca, Thuốc Nốt 3 ca, U um Môn 1 ca, Phong Điền 1 ca. Trong ngày có 8 ca khỏi bệnh.